Những năm gần đây, mạng xã hội lưu truyền rất nhiều video về người bán dao chịu trong truyền thuyết đã tái xuất giang hồ, dự báo rằng thế giới sắp có đại sự phát sinh. Tương truyền mỗi khi người bán dao chịu xuất hiện, thường sẽ có những điều không may hoặc những biến cố lớn sắp xảy ra. Kỳ lạ là lời cảnh báo lần này lại trùng hợp với dự đoán của nhà tiên tri người Anh nổi tiếng Hamilton Parker. Tiên tri ứng nghiệm của người bán dao chịu, tai họa sắp đến. Quý khán giả của Tinh Hoa TV, các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký cùng với chiếc chuông nhỏ này nhé. Đầu tháng 11 năm 2022, trên đường phố tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, một nam thanh niên bất ngờ gặp được một người bán dao chịu. Đó là một người đàn ông mặc chiếc áo vải cũ. Ông ta chủ động giới thiệu giá của con dao trên tay, nói rằng mình có hai con dao tốt ở đây, một con giá 50 tệ và một con giá 90 tệ. Kỳ lạ là ông không yêu cầu người thanh niên thanh toán tiền mà chỉ cần viết một tờ giấy nợ là được. Trước khi rời đi, ông đã nói một câu như sau: khi giá gạo tăng lên 8 nhân dân tệ và giá ngô tăng lên 50 nhân dân tệ, 8 năm sau tôi sẽ tìm đến cậu để lấy tiền. Có cư dân mạng giải thích rằng người bán dao chịu đang nói tiếng địa phương và những gì ông ta nói là giá gạo tăng lên 8 nhân dân tệ và thịt lợn tăng lên 50 nhân dân tệ. Đoạn video sau khi được công bố một lần nữa đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về cuộc đại khủng hoảng lương thực. Một số người bắt đầu lo lắng về giá cả thực phẩm cơ bản. Người dân phổ thông trong tương lai sẽ khó có thịt ăn, thậm chí cơm cũng không đủ no. Nguy cơ chiến tranh trước mắt cùng các yếu tố như dịch bệnh và lạm phát đã khiến giá cả tăng vọt. Các loại thiên tai mất mùa giảm sản lượng, nên việc tích trữ lương thực là rất cần thiết. Không hẹn mà gặp. Vào tháng 11 năm 2022, nhà tiên tri nổi tiếng người Anh Hamilton Parker cũng đã đưa ra dự đoán hết sức tương tự. Ông nói: tôi đã nói về tình trạng thiếu lương thực toàn cầu trong các video trước, nhưng sẽ sớm xảy ra tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng ở Trung Quốc. Loại thiếu lương thực này sẽ dẫn đến loại cách mạng phản đối ở Trung Quốc, Ả Rập và Nga. Đã có những cuộc cách mạng do thiếu lương thực bởi vì người dân có bất bình sâu sắc. Tình trạng thiếu lương thực này chẳng khác gì đổ dầu vào lửa, gây ra cuộc khủng hoảng lớn hơn cho chính phủ cầm quyền. Đây cũng không phải tiên tri đầu tiên người bán dao chịu và nhà tiên tri Parker có sự tương đồng với nhau. Năm 2022, người bán dao chịu đã nhiều lần xuất hiện ở Đại Lục, truyền tải nhiều lời cảnh báo và thiện ý đến thế gian. Lần quan trọng nhất xảy ra vào tháng 3 năm 2022, trong đoạn video do Internet Station Wuji phát hành, khi một cư dân mạng phía Nam nói rằng có người đến bán dao chịu và để lại một câu chấn động như sau: tập đoàn băng, thuyền đỏ chìm, người xấu chết hết, người tốt hàm oan được rửa sạch, lúc đó ta sẽ đến lấy tiền. Người miền Nam này còn nói: tôi hỏi ông ấy khi nào thu tiền, thu bao nhiêu. Ông ấy nói: tháng chạp, tức tháng 12 âm lịch năm nay thu hơn 10 tệ, năm sau tính 10 tệ, qua năm sau sẽ không lấy tiền nữa. Tuy nhiên, đoạn này không được quay trong video. Cư dân mạng cho rằng ngôn ngữ mà người miền Nam này sử dụng là phương ngữ của miền Tây Quảng Đông. Nếu tất cả những câu trên là đúng, thì những lời người bán dao chịu nói sẽ xảy ra muộn nhất là vào cuối năm 2023. Trùng khớp là ngày 1 tháng 9 năm 2022, nhà tiên tri Parker cũng dự đoán rằng: tôi đã nói nhiều lần, Trung Quốc sẽ xảy ra biến cố. Tôi cho rằng dự đoán một sự tình khi nào xảy ra là một việc rất khó. Đối với tất cả những nhà dự đoán mà nói, đó đều là việc rất khó. Nhưng đối với thời gian diệt vong của Đảng Cộng sản Trung Quốc, lần này tôi cảm giác vô cùng mạnh mẽ. Ông cũng cho rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ sụp đổ vào cuối năm 2022 hoặc đầu năm 2023 và năm 2024 sẽ là bước ngoặt. Tương lai chúng ta sẽ thấy Tây Tạng được tự do, sẽ nhìn thấy Hồng Kông thực sự có quyền tự trị lớn hơn, sẽ nhìn thấy Đài Loan tự do và độc lập. Tuy nhiên, những tiên đoán này cũng có thể không chính xác về thời gian. Nhưng với tình hình Trung Quốc hiện tại, chúng ta cũng có thể đoán được việc Đảng Cộng sản Trung Quốc sụp đổ chỉ là sớm hay muộn. Cao nhân ẩn danh.
Tại Trung Quốc, người bán dao chịu là một nghề truyền thống bí ẩn, mang nhiều nét văn hóa dân gian. Người bán dao chịu tương đối xa lạ với giới trẻ ngày nay, nhưng thế hệ lớn tuổi đều ít nhiều biết rằng trên đời thực sự có những người như vậy. Dân gian truyền rằng những người bán dao chịu đều là đệ tử của quỷ Cốc Tử. Trước khi một sự kiện lớn xảy ra, họ đều xuất hiện dưới hình thức bán dao chịu để răn dạy thế nhân nên tỉnh táo. Họ thường đi vào các bản làng, mang theo gánh đồ. Bên trong là những loại dao kéo như liềm, kéo, dao làm bếp. Khi gánh thì lấy vải đen quay kín. Rất ít người biết được bên trong gánh là thứ gì. Nếu ai đó hỏi thì họ nói đó là đá mài và không nói thêm lời nào. Phương thức giao dịch của họ cũng rất đặc biệt. Sau khi đưa dao cho người mua, họ sẽ ghi tên và địa chỉ người mua vào một cuốn sổ, không thu tiền ngay mà sẽ để lại những lời tiên tri. Đến khi những lời đó thành sự thật thì mới đến thu tiền. Người bán dao chịu lần đầu tiên xuất hiện vào thời nhà Tống. Thời đó, những người bán dao chịu không gọi là người bán dao chịu mà được gọi là bốc mại, nghĩa là bán hàng và xem bói. Thư tịch thời nhà Thanh có ghi lại lời tiên tri của một đạo sĩ bán dao chịu trong những năm Quan Tự rằng nếu lúc đó giá lúa mì giảm từ 90 tiền một cân xuống 19 tiền thì sẽ quay lại thu tiền. Nghe xong, mọi người đều không tin, tất cả đều mua chịu dao của ông. Đến khi Quan Tự lên ngôi, hoàng đế bắt đầu cải cách chính sách mới, chú ý đến thực phẩm, quần áo, nhà ở và phương tiện đi lại của người dân. Điều này đã thực sự khiến giá lúa mì giảm từ 90 tiền xuống còn 19 tiền một cân. Từ đó, mọi người đều cảm thấy người bán dao chịu thật sự có lai lịch không tầm thường. Thế nên sự việc này cũng được thư tịch Triều Thanh ghi chép lại. Tái xuất hiện. Tháng 1 năm 2019, người bán dao chịu từng xuất hiện để lại lời tiên tri rằng đợi tới khi thành phố Hoàng Cương tỉnh Hồ Bắc thành cái nhà tù lớn, tôi sẽ tới gõ cửa thu tiền. Kết quả, ngày 1 tháng 1 năm 2020, Hồ Bắc xảy ra đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Thành phố Vũ Hán và các thành phố xung quanh đều bị phong tỏa, trong đó có cả Hoàng Cương. Hoàng Cương thực sự đã trở thành một nhà tù lớn. Lời tiên tri của ông lão bán dao chịu đã trở thành sự thật. Ngày 22 tháng 10 năm 2020, một người bán dao chịu xuất hiện ở phía nam huyện Tân, tỉnh Hà Nam. Hai con dao làm bếp có giá 138 nhân dân tệ. Người bán dao chịu nói thẳng rằng năm sau, nghĩa là năm 2021, sẽ tới thu tiền. Ngụ ý rằng sang năm nếu còn sống thì trả tiền, nếu không thì cũng xong. Kết quả trong tháng 7 năm 2021, rất nhiều người đã chết ở Trịnh Châu, Tân Hương, Khai Phong, Hạc Bích và những nơi khác ở tỉnh Hà Nam do mưa lớn và xả lũ không báo trước. Vào tháng 1 năm 2022, một người bán dao chịu cũng xuất hiện ở khu vực Quảng Đông, cũng để lại một lời tiên tri khó tin như sau. Vào tháng 11, khu vực Quảng Đông sẽ có trận bão tuyết lớn. Điều này đã ứng nghiệm. Quảng Đông, một nơi quanh năm giống như mùa hè, thì vào tháng 11 năm nay trời lại có tuyết rơi. Tuy nhiên, có một điều khác biệt so với trước đây là thời gian những lời tiên tri của người bán dao chịu rất ngắn, hầu như chỉ kể về những biến cố tai họa sắp xảy ra trong vòng một năm. Khác với thông lệ về những lời tiên tri của những người bán dao chịu trong quá khứ, thời gian thường là vài năm hoặc hơn chục năm. Có vẻ như cuộc sống của nhân loại sẽ ngày càng trở nên gian nan, sẽ ngày càng có nhiều thảm họa sắp xảy ra, đánh dấu cho một thời kỳ cuối cùng. Nhưng ông trời có đức hiếu sinh, thường trước khi xảy ra những thảm họa lớn, sẽ thông qua một số người và một số việc để cảnh báo, nhắc nhở con người cách tránh những thảm họa. Tuy nhiên, thế nhân cần phải lĩnh hội được chân lý từ trong đó, tiếp thụ những giáo huấn mà thần đã an bài. Vậy nên mới nói tin hay không tin và ngộ hay không ngộ.